Xin chào anh em, rất vui mừng gặp lại anh em trên kênh YouTube Nam Audio 61. Hôm nay em xin được giới thiệu với anh em một cái cặp loa này, cặp loa đồng trục hai đường tiếng rất là đẹp của JBL anh em nhé. Cặp này là hàng cao cấp. Cặp này là không phải tháo thùng anh em nhé, mà tháo từ trên xe ô tô Audi ra anh em nhé. Loa mà tháo trên ô tô Audi ra là anh em biết cái độ chất của nó rồi anh em. Cặp này là JBL của Mỹ sản xuất anh em nhé. Bát 16, tức là đường kính của nó là 16, tức là thông số chính xác của nó in ở trên cái loa là 6.5 inch, thì mình nhân với 25 là nó ra cái đường kính của cái loa anh em nhé. Khung xương nhôm đúc rất là gấu luôn. Đây em quay cận cảnh anh em mình xem nhé. Đây khung xương của nó đây, khủng khiếp chưa, khung xương rất là chất luôn. Đây cái logo của nó, logo của nó, tại vì em để đây để cái dây điện nằm bên trên là mình dễ gắn này. Đây cái rắc zin từ trong xe ô tô của nó gỡ ra luôn anh em nhé, cái rắc zin của nó đây đó. Ở đây là người ta lúc em ship về thì người ta dùng băng keo người ta dán cái này để cho cái sợi dây nó khỏi lóc lắc, thì em gỡ băng keo ra thì nó còn dính keo đây. Cái này thì em sẽ lau sạch trước khi em gửi hàng cho anh em nhé. Nói chung là nó rất là mới, em chưa có lau cái này, mình lấy dầu hôi mình lau cái này đi là mới tinh luôn anh em, rất là chất luôn anh em nhé, zin đét anh em nhé. Đặc biệt là nó có cái đôi chép này, đây là cái đồng trục hai đường tiếng, thì em thấy cái phân tần nó giấu ở phía đằng sau con chép này anh em đó. Anh em nhìn kỹ là thấy cái cuộn cảm màu vàng vàng đó, màu đỏ đỏ nằm bên sau nè đó, cuộn cảm nó giấu đằng sau con chép này. Đây cái mặt sau của nó đây anh em nhé, để em quay đây. Mặt sau của nó đây, cái này nó dính keo băng keo điện bình thường thôi anh em. Cái này tí nữa khi nào anh em lấy em sẽ lau sạch thì em mới gửi hàng cho anh em nhé. Đây nó có con tem này, nó có con tem này, thì con tem này nó cố chắc của nhà phân phối quá. Đây loa JBL Automotive 4 ohm, độ nhạy 90 dB, 75W anh em nhé. Cái này là hàng sản xuất Mỹ luôn, hàng sản xuất Mỹ luôn, rất là đẹp luôn. Cái loa rất nặng anh em, rất nặng luôn. Cái khung xương của nó, khung xương nhôm đúc rất là chất lượng luôn anh em nhé, còn rất đẹp luôn anh em. Còn rất đẹp luôn, côn nhện là zin hết anh em nhé. Cái này có điều là cái này là nó cũng là loa cổ cho nên là cái gân nó hư rồi, là phải thay gân thôi anh em, thay gân hoạt động cho nó đảm bảo nhé. Gân thời gian mà lâu quá mình cũng nên thay, trừ những cái gân vải thôi, gân vải thì nó không có bị mục quá, với lại gân vải thì nó xài vĩnh cửu được, nó không có bị lão hóa thì mình để được. Còn những cái gân mút này một thời gian là anh em cũng nên thay anh em nhé, vài năm là cái mút nó cứng lại, nó hoạt động nó không có được nhạy như là cái ban đầu nữa, thì anh em thay cái đó nó không ảnh hưởng gì anh em nhé. Cái việc mà thay gân loa thì nó rất là bình thường anh em nhé, anh em mình chơi loa này thì biết rồi nhé. Quan trọng nhất là nó zin, côn zin, nhện zin nha anh em. Đây này, cái góc này côn zin, nhện zin hết anh em nhé. Cái còn mã số màng ở trên đây luôn anh em, loa là nó có màng, mã số màng ở trên đây luôn nha. Con chép này là zin luôn anh em nhé, đặc biệt con chép này là quan trọng lắm này anh em. Riêng con chép này rất là giá trị luôn anh em. Nó là chép còi rất là sáng. Anh em cứ tìm hiểu chép còi JBL thì khủng hoảng rồi. Chép còi JBL là không đùa được rồi. Rất là đắt tiền anh em nhé. Cái này anh em mình về lên thùng chơi một thời gian sau, nếu mà anh em chán thì gỡ cái con chép này ra ghép dàn nhạc rất là hay anh em nhé. Nó rất là sáng, rất là đẹp anh em. Đây đây, con chép này nó trên một cái bản bằng nhôm này. Em nghĩ là chắc gỡ cái này là lôi được con chép này ra nè. Đó mình dựng là mình ghép đôi dàn nhạc cực kỳ hay luôn. Chép JBL em đảm bảo với anh em là không con nào mà dưới 4 triệu rồi anh em. Cặp loa này em để anh em giá tốt nha, 3,8 triệu anh em. Về anh em nào mà có xe ô tô, anh em nào có xe ô tô mình ghép lên xe ô tô cũng rất là hay nha, tại vì nó tháo từ xe ô tô ra. Nó tháo từ Audi ra anh em nhé. Đồ của nó là không phải chuyện đùa rồi. JBL này, JBL xịn nha anh em, chứ không phải JBL Trung Quốc này, nó in cái chữ JBL vô.
Ok, bây giờ anh em mình nghe đoạn nhạc nhé. Cái cặp này là 3,8 triệu. Có một cặp duy nhất thôi. Cái này chắc cũng khó gặp lại anh em. Cái này khó tìm lại lắm anh em nhé. Anh em nào mà lấy thì liên hệ với em liền nhé. Zalo 0977885088. Cặp nam. Đường kính là 16cm anh em. Để anh em biết lên thùng nhé. Lên thùng hoặc là anh em mình chơi ván hở hoặc ráp xe ô tô đều được nhé. Loa rất là nặng nha anh em. Loa vì nó dùng khung nhôm đúc như thế này cơ mà. Đó, rất là gấu luôn anh em. Cái này thì mấy ông mà Fostech hay là gì đó là phải kêu bằng cỗ. Ok, anh em nào có nhu cầu liên hệ với em Zalo 0977885088. Gặp nam. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Anh em mình nghe một đoạn nhạc nhé. Anh em thấy không? Chung một niềm sâu từ lúc tuổi 20, trong lúc vòng tay anh chưa tròn ấm tay nên yêu đẹp. À quên mất, em chưa quay cái đằng sau của cái bên đây cho anh em, nó cũng đẹp như cái kia luôn anh em nhé. Hai cái rất là đẹp luôn. Đây, mặt sau của cái bên tay phải đây. Bên đây thì nó còn cẩn thận chập dây loa. Dạ. À, bên đây cái bên đây cũng còn rất là đẹp luôn anh em. Đây, mặt sau của nó đây, bên đây thì nó còn con tem luôn. Con tem này nó là 12468. 2468. 6.5 inch nhá. 6.5 inch thì 1 inch nó bằng 2.5 cm thì anh em mình nhân lên thì đường kính nó là 16 đó anh em nhé. Bên đây thì nó còn cả cái tem này luôn. Ở bên dưới của cái tem này mới là cái tem JBL nhé. JBL này JBL sản xuất tại Mỹ luôn anh em nhé. Anh em xài cặp này thì quá chất lượng luôn. Cái keo này thì nó là băng keo điện đó, băng keo điện màu đen đen bình thường nó dán lên để nó giữ cái cọng dây này này. Nó giữ cọng dây này khỏi lúc lắc này. Thì em gỡ ra rồi anh em nhé. Gỡ ra rồi nhưng mà em chưa có lau. Thì cái này trước khi gửi hàng cho anh em sẽ lau. Khung nhôm của nó, sơn zin của trên cái khung nhôm cũng còn rất là đẹp luôn anh em. Cặp này rất chất lượng nhá. Anh em nào mà tìm cái đôi 16 chất lượng thì liên hệ em nhé. Cái này nó hai đường tiếng đồng trục nên tiếng nó rất là hay. Nó đều dải hơn là mình xài toàn dải nha anh em. Tại vì toàn dải thì cái chép nó lên không có được cao như cái này đâu. Cái này chép nó rất là sáng luôn. Mai mốt anh em mình gỡ con chép này về ghép dàn loa cũng được anh em nhé. Rất hay luôn anh em nhé. Zalo 0977885088 gặp nam. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video. Xin chào.